Bên này thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ăn uống cho nó mập mạp lên chút. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ. Quỷ sứ thấy ghét nha. Làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Khải. Em sinh ra và lớn lên tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ, em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Hoàng Nguyên, em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Cấp 2, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy toán với tinh học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không? Hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ, thực ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á, cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi cái lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu trước thôi? Mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ, cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À, ra bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất nè, nói nghe tôi nghe thử coi. Kho hay là kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái bình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm. Nên là đôi khi cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao mà bị ế? Cái thương á không phải là cái thương nam nữ chị, là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thôi. À, rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ giống như coi phim mà em khóc xuống nước lu lo vậy, thấy vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Là trai. Còn ưu điểm của em là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường, sở đoản gì? Dạ, sở trường của em là hát. Hát, rồi hát bài tặng bạn kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ hết đi em, anh che chở chắc chắn lắm. Ha. À, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình, có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ, cỡ cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, trang hòa với mọi người. Nếu thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có ạ. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ mình có thể nói công việc cụ thể của em nè. Điều hành xe là sao? Dạ, em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Ừ, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ, buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Tức là dạy về... Là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12. Ừ. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào, ta nói chuyện với em gái xíu nào. Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À, dạ. À, xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường dễ thương. Dạ. À, theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không. Thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi, cô có đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè. Cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À, này rể quý đó. Con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ, con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ, không hút thuốc, không cờ bạc. À, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ, vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập
ốm gầy béo cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ anh thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi coi dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị xấu được. Dạ nói chung là vừa vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà em không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. À, vậy cũng dễ quá ha, đơn giản ghê. Đơn giản mà. Ngày mai về cắt tóc nha em. Rồi để anh xem bên kia thế nào nha. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống giống em quá. Em xuống đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào kéo màn lên. Rồi 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em không hòa tặng em. đừng có kêu anh nha. Lộn nãy tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi. Sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, tại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình ở chung với nhau chứ tốn cơm lắm. Dạ không, người là em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Tại thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, 2 chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh. Học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm về điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nó tình cảm mà vô coi. Có cái em đứng trước bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ muốn là biết lo lắng, quan tâm cho gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cái cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Thôi vậy chứ. Ơi. Chà, xính dữ rồi nha. Bấm tay cái đi. Bấm tay nhau cái coi. Cười hoài, em cứ cúi mặt em cười biết. Nhẹ anh rung. Em trai, em thấy sao? Tê tê chị ơi. Tê gì? Thôi xin phép má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Dạ xin phép má dẫn rủi xem, đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á.
xin phép đi, nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi, hỏi anh chi. Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Rồi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, nằm sen có chị, em nghiên cứu rồi. Dạ. Kiếm cho thầy cái thào nha. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Point. Thầy có duyên lắm chứ bộ. Nắm tay, nắm tay. Nữa hả? Nữa hả? Rồi, dắt đi đập dịch đi. Đi. Trời đất ơi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. Có luôn. Được không? Dạ thật ạ. Anh bên anh nghe anh cười nè. À, rất là vui. Mình thấy những nụ cười của các bạn, tự nhiên mình cảm giác cũng rất là hạnh phúc ha. Hạnh phúc lây với các bạn. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái ước mơ, một cái khát vọng hướng về một tương lai tốt đẹp, và chúng ta cũng mong là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai luôn, xem là cặp đôi thứ hai ngày hôm nay có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả mà. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay, em chị gái Quách Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ, em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý về tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện, lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Thế mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, ngày này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Thiệt không? Dạ thật ạ. Anh mình anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Sao? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đó. 1-2 năm. Ở gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái khi chưa có mối tình nào mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn làm nghề giống là bên giống làm giống người giống đàn ông là kỹ sư, cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng rồi, 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đến thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có giống như thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn, thành ra em thích người phụ nữ như cái thế. Cái này dễ mà, thấy người dạ. Phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, công việc. Lo công việc, muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À, bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nếu mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai?
Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được, được rồi, để hỏi cô này à, mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình, nên là có thể sống hơi với nội tâm. Nội tâm. Dạ. À, điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chỉ đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhắm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu, ngoại hình dạ. Được em mà. Thấy tự ti với bản thân em là cái ngoại hình. À. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với mà, là khác giới. Ừ, mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À? Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. À, đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương mà. Chị thể thao chị? Cũng được, đâu có gì đâu, bình thường. Cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi, dạ. Có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định. Vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá, thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em thì có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là đó, khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trẻ hơn thì 1 năm. Rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần nhiêu đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. À. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để... Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Kỳ. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có người đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn à. Lớn tuổi hơn hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn lớn chứ cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không dạ. Có là nhỏ tại vì em làm bệnh viện ở các bác. À, các bác không hả? Dạ. Rồi số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp ha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ chào anh. Cảm ơn quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc, không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được bởi vì ai cũng nhậu. Là người con trai nhanh nhậu quá hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi, gì mà gái dữ vậy? Cảm giác thế nào của người đối diện của mình? Mình cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn kìa. Rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. Lỏng ra. Dạ, em rung dữ lắm. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đồng ý hẹn nói mình nha. Hả? Có, không có hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai, phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ là có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn vào chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đã tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Có một câu gì thật là tình cảm rồi bạn trai. Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không thể suy nghĩ ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Không có bỏ qua đi anh. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em không có bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? À, em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải đọc sách tình yêu cho nhiều nhiều vô. Đọc ngôn tình nhiều vô.
Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha, chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá, cái máy mình làm bảo trì cho thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bập bập liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mấy năm nay em bị cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng run luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền qua không? Có sẹt gì chưa? Chắc đang tê quá. Có một ít à? Có một ít à ha. Như vậy là được rồi. Đây, chiếc vé xem phim. Chúc các bạn thật hạnh phúc nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Chúc hai bạn có những không gian để mà tìm hiểu nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào hơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Giảm cân không bao giờ thành công. Giảm cân không bao giờ thành công. Tối là quyết tâm giảm cân nhưng mà sáng thì kiếm gì ăn. Tại vì con bán đồ ăn vặt, con phải nếm, con phải thử. Dạ đúng rồi. Con thì nấu ăn cũng gọi là ngon, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm thì con hay quên, hơi hậu đậu, hơi khó tính. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Còn nữa hả con hả? Gì? Con nữa, từ từ. Cái gì? Bữa nay bên đàn trai ta hoành tráng lắm à. Ủa vậy hả? Có, trời ơi. Mời nhà gái giới thiệu về mình trước. Em là Phạm Ngọc Bảo Vi. Năm nay 26 tuổi, em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty của Nhật Bản. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Và quê em là ở Phú Yên. Bạn này á mặc đồ đen, tôi cũng mặc đồ đen. Bạn này quê ở Phú Yên, bây giờ bữa nay tụi tôi sẽ nói tiếng Phú Yên. Em ơi, nói tiếng Phú Yên đi, cho hết hồn đi. Bên đàn trai giới thiệu bản thân mình đi em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng tất cả các vị khán giả có mặt ở phim trường. Thì con tên là Phạm Anh Việt, thì hiện tại con 25 tuổi, kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh về một số vấn đề gì hả? Dạ thì hiện tại cái công việc chính của con là kinh doanh đồ ăn vặt. Ủa đồ ăn vặt gì vậy cưng? Con thì con bán da u với lại cơm trái. Rau củ quả. Tất cả mọi thứ muốn mua gì có đó. Rau củ quả thì cái này là ở nhà con rất là thích làm vườn, cho nên là cuối tuần hay về để trồng rau. Thấy chưa? Con chào cô. Bây giờ mình ăn cơm trái xong khát nước ăn da u. Trời ơi giỏi quá ta ơi. Mình nói với bà mối nghe biết là cái ưu điểm khuyết điểm của mình. Đúng rồi, con nói con nghe coi. Khuyết điểm của con thì giảm cân không bao giờ thành công. Giảm cân không bao giờ thành công. Tối là quyết tâm giảm cân nhưng mà sáng thì kiếm gì ăn. Tại vì con bán đồ ăn vặt mà. Con phải nếm, con phải thử. Dạ đúng rồi. Đó, thành ra làm không thể nào giảm được. Dạ, con hơi khó tính kiểu tại con làm bếp mà. Cho nên là cái bếp của con lúc nào cũng phải sạch, gọn gàng. Ví dụ như đồ mà con để gia vị 1, 2, 3, 4 nhưng mà không thể thay đổi được. Bạn nào đúng thay đổi rồi. Là con sẽ không chịu. Tại vì con nấu phải nhanh. Cô hiểu rồi. Với lại nhìn vô là nó phải bếp phải hoàn toàn sạch thì con mới chịu. Kỹ tính. Dạ kỹ tính. Đúng. Rồi. Cái đó khó cũng là một cái nhưng mà tốt mà. Cái này là rất tốt luôn á. Bây giờ mình nói ưu điểm đi, mình nói khuyết điểm nhiều quá. Thì con được con làm đa ngành nghề, thì con học đại học ra xong thì con sẽ không theo ngành của con, thì con học chuyên ngành ngoại thương, bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt. Con làm review mấy cái homestay rồi làm marketing đó cô, hướng dẫn viên du lịch mà kiểu tại con thích là take care mọi người, cho nên đó là con hay đi tổ chức các tour đi để nấu ăn cho mọi người, để kết hợp làm từ thiện. Nói chung là nếu mà vợ con sau này được nhờ con nhiều lắm đó. Chào anh. Ôi ôi xinh quá. Con nói cho ổng nghe đi là cái ưu điểm của mình là gì và khuyết điểm của mình là gì. Ưu điểm của con thì con rất là hòa đồng và con rất là vui tính, hòa nhập rất là nhanh so với mọi người. Tại vì công việc của con là nhân viên kinh doanh nên là con cũng chủ động. Con thì nấu ăn cũng gọi là ngon, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm thì con hay quên, hơi hậu đậu, hơi khó tính. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì con có một mối tình hồi sinh viên. Rồi, con cũng có một cái giống như bạn là con hay hậu đậu, con kinh doanh buôn bán á.
Nhưng mà con quên thu tiền mà. Thì hai đứa cùng hậu hai đứa cùng hậu đậu thì chắc chắn sẽ có hậu quả đó. Bạn trai là có mấy mối tình rồi? Dạ con có 3 mối tình. Dài nhất là bao lâu? Dạ dài nhất là 1 năm. Như vậy là mình lý do gì mình chia tay? Ngành của con là con thường đi công tác, con đi suốt à, về quê trồng rau rồi các thứ vậy đó. Bên nhà gái đang tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì em không cần phải quá đẹp, chỉ cần em nhìn thấy có cảm mến là được. Mà cảm mến là như thế nào bạn? Có nghĩa là nhìn thiện cảm với nhau là được rồi. Nhưng mà bạn có thích 6 múi hay là gì không? À, cái này thì em thích 1 cục hơn là 6 cục. Thích 1 cục hơn. Tại vì em thì không có thích quen chơi á, quen tạm á. Nếu mà thời gian mà con 23, 24 tuổi thì con sẽ chọn người đẹp. Ừ, còn bây giờ? Còn bây giờ 26 tuổi thì chọn người có chí hướng. Anh hãy là anh đi. Tìm mẫu hình lý tưởng thế nào diễn tả cho bạn gái nghe đi. Thật ra cũng không có mẫu hình, nhưng mà con lại thích mấy bạn mẩm mỉm xíu rồi da hơi trắng, cười dễ thương, mặt đúng vui rồi đó, vui con y chang đó. Số con nha, cô nói thiệt con á, làm như là trời thương con á, nghĩ trong đầu là nó hết 99% luôn. Cưng lắm. Xíu mở rào liên cho con coi, bây giờ là rất là cưng luôn. Con đi với ai? Dạ con đi với chú ạ. Trước đây là xin chào chương trình, là thứ hai là cũng nói sơ và chút xíu và về việc là một mẫu người rất là nghiêm túc trong vấn đề là làm việc. Về cái giờ giấc, cái mà sắp xếp công việc đó, rất là ok. Riêng về cô bên đây thì chú nói thật cái việc thì là riêng chú là chú nhìn là chú ok đó, còn không biết con làm sao. Rồi cảm ơn chú. Con đi với ai? Hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con là đồng nghiệp cũ của chị Vi. Chị Vi ơi, em thấy là anh bên đây chắc được 90% tiêu chuẩn của chị rồi đó. Với cả là em thấy là tư duy của anh cũng mở, cũng vui vẻ, hoạt bát, khá là trùng khớp với ý tưởng của mình ban đầu. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm về sau. Rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ tự quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi việc. Là con mời bạn ăn hả? Thì tùy con thôi, con không mời ai con mời. Chú ngồi đây chú bực lắm á, chú nhìn. Nhưng mà con mời chú nhìn cái da đúng rồi, con phải mời chú giao. Con mời kính lão, kính lão đắc thật. Rồi cảm ơn con. Khoái này lắm nè. Con mời để cô ai làm gì làm đi. Rồi cô cảm ơn đó. Dạ. Rồi. Wow, mời bạn. Hai đứa này nói là chuyện vui nha. Mời em chứ mời bạn gì em. Mời em. Mời em. Dạ ua với lại cơm trái này là cái sản phẩm anh đã kinh doanh được 5 năm rồi. Vì yêu nó cho nên là không có thời gian để kiếm bạn gái, cho nên là bây giờ anh sẽ hy vọng là sau này sẽ trao được nó cho em để em quản lý nó. Với lại nhà anh đang thiếu một người quản lý kinh doanh. Rồi đó, rồi việc bỏ ở đây cho bạn đi. Ngon quá. Ở đó hai đứa nói chuyện nha. Con ơi, hay là giờ mình mời mỗi người cái ăn cho có đồng bọn đi. Dạ. Vậy đi. Đó, dạ, là chú ấy xem cho các. Thì tại vì mình là kinh doanh á, nên là mình cũng thích ăn nói. Nên là mình nghĩ là cái việc sách này thì nó hợp với mình đó. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ. Còn bây giờ mình đó, bên đây, khéo bên đây nè, bên đây nè, nó cho bên nhà gái. Còn này đứa con tặng này bạn bầu với bạn, bạn gái luôn nè. Cái này là rau sạch đó, mình rất là thích làm trồng rau luôn á. Cuối tuần thì mình thường hay về quê á, xong cái mình trồng rau với lại nuôi mấy con gà. Nhưng mà đáng lẽ hôm nay là đủ 10 trứng mà hôm nay nó không đẻ, cái nó còn có 9 trứng. Con chờ hoài mà nó không đẻ, xong cái con đi lên đây sợ trễ giờ á, cái còn có 9 trứng là bạn đừng nói mình keo kiệt nha. Rồi ôi. Rồi giờ phần ăn uống đã xong nhưng mà chờ, đợi con đúng hả? Con cỡ nịt bụng mà con mau quá rồi đó. Trời đất ơi, thiệt đúng là thiệt, có thật thà dễ sợ luôn. Tính cỡ bụng cái đây được chưa? Con sợ là bạn thích cái bạn 6 múi á, cho nên là con mang cái nịt bụng. Nhưng mà cái bây giờ thấy cái mi thấy bạn thích 1 múi cho nên là giờ tự tin rồi, cỡ ra trời. Trời ơi, con coi đó, nó gì con mà nó nịt cái kia
Nãy giờ con cũng thông minh ạ, chứ nếu mà con không mở ra là một hồi con xỉu tại đây mà mọi người không ai biết nguyên nhân luôn. Trời đó. Nãy giờ nín thở nó chịu không nổi luôn, bây giờ nó đem qua cho cô Hồng Vân đeo đi con. Nè xin lỗi Linh nha, tôi là nature nghe, có sao nói vậy nghe, không bao giờ tôi xài nịch bụng. Vi đó, cảm nhận Vi thế nào? À, Vi mũm mỉm. Vi xinh đó Việt. Sao ta? Bạn nói đi, tôi không biết nói gì. Mình có sẵn sàng để mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Hay là mình lại lướt qua thêm một mối tình gọi là mối tình thứ tư? Đối với mình thì xưa giờ khi mà mình bắt đầu một mối tình nào đó thì mình cũng không nghĩ đó là mối tình để lướt qua. Mình luôn luôn chú trọng vào đó. Nhưng mà đối với con, sống không phải là tình yêu là tất cả mà cần phải hòa hợp để tiến tới hôn nhân. Thì những mối tình trước thì mình cảm thấy là chưa hợp với mình. Mình nói trước là tại vì mình không có quá nhiều thời gian mà giống như là tuổi trẻ là để mỗi ngày phải chở bạn đi ăn, đi uống hồi này đó. Nhưng mà mình sẽ, lúc mà thời gian mà mình rảnh á thì 100% mình sẽ bỏ cái điện thoại và mình không dùng tới điện thoại để mình có thể ở bên cạnh người mình yêu. Cái đó là cái cách mình có thể cho người bạn gái của mình. À, trước đây có một người từng nói với mình đó là họ có một cái thứ mà người ta không cho mình được. Thì mình mới hỏi đó là gì? Thì người ta mới nói đó là sự quan tâm. Mình cần người ta quan tâm nhưng mà người ta có người ta không cho mình. Mình cảm thấy là nó không phải là vì mình, nên là người ta ích kỷ, nên là mình không tiếp tục cái tìm hiểu cái người như vậy. Mình hỏi cho rõ là mình không cần một người luôn luôn ở bên mình, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hết. Nhưng mà một người mà người ta biết cân bằng, chứ không phải lúc nào cũng em muốn gì anh đáp ứng, không cần cái điều đấy. Mình có ngại khi quen một người nhiều tuổi hơn không? Đó là gu của Việt. Ồ, gu của Việt luôn hả? Dạ. Con lúc nào cũng thích máy bay á. Trời ơi. Em có suy nghĩ gì? Gì khi mà thấy anh có mập không? Không, vấn đề mập ốm nó không phải là vấn đề. Em thì trong bản đăng ký em có nói là em thích người lớn tuổi hơn em. Tại vì họ có suy nghĩ chín chắn và em học hỏi từ họ. Nhưng mà lên đây là bạn anh đây là coi như là bằng em đi. Thì em không biết là cái suy nghĩ của bạn có chín chắn hay chưa. Nhưng mà cái định hướng của bạn thì không phải ở cái tuổi này, không phải ai cũng làm được. Mình đi làm từ thiện thì mình rất là thích điều đấy. Còn cái vấn đề ngoại hình thì nó không có là cái gì hết. Chúng ta giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau tiến tới. Nói một câu nào đó hoặc hát một bài nào đó tùy cảm xúc của mình. Con không biết hát. Đấy. Nắm tay con đi. Con nói gì nói. Mạnh mẽ lên nào. Chúng ta cùng đi mà kéo quần hoài vậy. Rồi. Đó. Bây giờ Việt muốn nói gì với Vi, Việt nói đi. Đó vậy đó. Thế tài anh nắm không? Anh kiểu ở ngoài á hay xàm lắm á. Kiểu khùng khùng với, nhưng mà ở trong thì cũng hơi ấm áp. Thì với lại anh hay khùng khùng, có những mấy chuyện mắc cười lắm. Nhưng mà nếu mà em chịu được cái người nhây nhây thì bấm. Vi hát đi, Vi hát chút cũng được nữa Vi. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dân trao, và em gọi anh trong anh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Hay quá. Quyền quyết định là của các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Các bạn đủ lớn để quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Các bạn chúc mừng. Đó, hốt được hàng rồi đó, nắm tay đi. Này. Nắm tay. Đó. Cô gái là chững chạc hơn đấy. Việc có thể là do buôn bán, là do quá nhiều công việc ngoài. Cố gắng mình chững chạc chút xíu nữa. Hai bạn mà kết hợp với nhau thì mỗi người sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều. Hai đứa cố gắng nha. Rồi, bây giờ xin phép. Con xin phép bác. Hôn em. Cho con hôn em. Hôn ta hả con? Hôn má. Không, nhưng mà dán cái tóc lên hôn má. Hửi tóc hay gì? Để lát về nhà hôn. Không, cái phọt mắt ta là phải vậy.
tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng là cặp thứ hai họ sẽ tiếp tục làm như thế. Chắc chắn là sẽ bấm, chắc chắn là sẽ bấm. Tôi khẳng định với ông vậy luôn. Dễ gì, ừ. Chắc. Thì giờ tôi với ông tính đi nghe. Tính sao, tính thì, là tính sao. Thì tôi với ông cá. Ông cá, mời cặp đôi thứ hai. Suốt ngày trong nhà thế, đó. Thế bạn bên đấy có khi nào bị tự kỷ chưa? Dạ không đâu, tại cũng như nhiều khi em anh làm á là vừa khách ở ngoài vừa khách ở trên mạng. Đang tắm mà khách gọi cũng phải tốc hành phải chạy ra nè chị. Dạ. Rồi bây giờ mình có người yêu rồi sao? Thì mình dành cái thời gian nào cho người yêu ta? Nếu mà có người yêu thì em sẽ sắp xếp lại chị. Sắp xếp lại hạn chế mình cũng như là nhận đồ ít lại. Rồi thay vì một tuần em đi học 3 buổi thì em sẽ đi học 2 buổi, một buổi dành cho bạn gái. Mà... Mời nhà trai. Gì vậy? Đó cái vậy không mà cũng không. Rồi, mời bạn trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quyền Linh ạ. Chào quý vị khán giả. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Khánh và em đến từ Pleiku. Dạ em năm nay 38 tuổi. 38 tuổi, em đang làm nghề gì? Dạ em làm tự do. Làm kinh doanh tự do hả? Dạ. Xin mời nhà trai. Đôi mắt Pleiku ha. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tấn Khoa, sinh năm 1983, Sóc Trăng là nơi em sinh ra. Hiện tại em đang lập nghiệp phương xa, Bình Dương tạm trú là nhà. Em làm nghề nghiệp là mua bán sửa chữa máy vi tính. Khoa, quê Sóc Trăng ha. Khánh tự giới thiệu thêm nhiều nữa về mình đi. Điểm yếu, điểm mạnh là cái gì nè? Về điểm yếu, điểm yếu trước đi. Là Khánh nấu ăn dở lắm, nhưng mà tùy khẩu vị thôi. Tự nhiên Khánh nấu cho Khánh ăn thì Khánh thấy ngon. Nhưng mà những người mà không hợp khẩu vị sẽ nói là không ngon. Nhưng mà Khánh nấu đồ ăn là Khánh ít nêm gia vị nhiều. Dạ. Nhưng như vậy là điểm mạnh hay điểm yếu? Đến là điểm yếu. Rồi điểm dạ. yếu rồi gì nữa? Điểm mạnh của Khánh thì nói chung là cũng là vui vẻ hòa đồng, nhưng Khánh cũng yêu trẻ con, cũng thích ca hát. Năng khiếu ca hát ha. Thích thôi chứ thích còn hát dở lắm. Chúc hát thử nha. Chúc xíu hát thử ha. Dạ. Xin mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là thích học hỏi, kinh doanh và có chí cầu tiến. Có một điểm nữa là em có thể ở nhà làm công việc nhà kinh doanh khoảng 3-4 tháng liền mà không đi ra ngoài. Suốt ngày em chỉ ở nhà, ngoài giờ ăn em đi thôi. Còn nhược điểm của em thì không biết nấu ăn, có hút thuốc, cũng hơi bề bộn trong công việc. Nhiều khi em mà làm cái gì thì em phải quyết cho làm xong rồi em mới dẹp, chứ không phải là đang làm gì phải dẹp lại gọn gẽ hết mới em mới dẹp, là em phải làm xong công việc hết. Lúc em làm thì em có thể bài ra, nhưng mà khi em làm xong là em phải dọn dẹp sạch sẽ hết. Cái hay của Khoa là có thể ở nhà mấy tháng trời không ra ngoài đường luôn á. Dạ đúng rồi. Hay đó, vậy là không có chân đi, ở nhà giữ nhà làm việc nhà được hết ha. Nhưng mà hút thuốc nhiều không? Dạ cũng ít à anh. Mà phụ nữ ta không thích hút thuốc. Dạ. Bỏ được không? Dạ được. Nếu có điều kiện bỏ nha. Dạ. Nghề của Khoa là máy vi tính mà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì ý là không dạ, phải làm chào, chị Hồng chào cưng, không phải dạ. là làm công việc nhà mà làm công việc của Khoa thôi. Dạ đúng rồi. Đó. Chứ Khoa cũng có thể làm việc nhà được nữa mà. Khoa dạ có nhưng rồi. Mà ít, tại cũng như thời gian em vừa làm em vừa kinh doanh online nữa, rồi vừa sửa điện tử, nói chung là thời gian chỉ sáng mở mắt ra là bắt đầu làm tới giờ ăn là đi ăn về thôi. Tranh thủ một tuần có thể là chích ra vài tiếng đồng hồ để em dọn dẹp nhà cửa, còn như là em tập trung công việc hết.
Rồi lúc này em cũng tranh thủ học thêm để nâng cao tay nghề. Là một tuần em khoảng đi học khoảng 2 buổi đến 3 buổi. Từ thành Bình Dương em chạy qua thành phố để em học. Dạ. Là có ý chí cầu tiến đó. Đúng rồi. Và có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức của em thì 2 mối tình. Mối tình đầu thì kéo dài được 2 năm. Lúc đó thì cũng như là cũng còn nhỏ tuổi nên chưa nghĩ đến tương lai. Mối tình thứ hai thì của em kéo dài được 4 năm. Do vì không hợp tuổi nên không thể tiến tới hôn nhân nữa. Khoa là tuổi gì? Dạ em tuổi con heo. Heo là hợp với con gì? Nói chung con gì cũng hợp, chỉ ra con cọp thôi chị. Vậy là em kỳ 86. Bên đây tám mấy? Mình là mấy? 83. Mình là tuổi con gì? Tuổi hợi, Khánh tuổi hợi. À tuổi hợi luôn, hai con heo. Hai con heo được. Ừ, Khánh có mấy mối tình rồi? Khánh cũng có vài ba mối tình nhưng mà thực ra nó cũng không kéo dài nhiều. Chỉ vài tháng thôi nhưng thấy không hợp thì Khánh cũng chia tay. Giống như là khi mà Khánh gặp một ai đấy thì mình cũng tìm hiểu. Mình tìm hiểu một thời gian mà thấy không phù hợp thì Khánh không làm mất thời gian của họ. Với cả Khánh là người thích đi cà phê lắm. Bạn bên đấy có thích đi cà phê không? Dạ không em ơi. Anh chỉ suốt ngày làm công việc ở nhà không à. Cà phê thì tự pha tự uống ở nhà thôi. Hầu như là ít có đi ra ngoài luôn. Nghiệp không? Suốt ngày trong nhà thế, đó. Thế bạn bên đấy có khi nào bị tự kỷ chưa? Dạ không đâu, tại cũng như nhiều khi em anh làm á là vừa khách ở ngoài vừa khách ở trên mạng. Đang tắm mà khách gọi cũng phải tốc hành phải chạy ra nè chị. Dạ. Rồi bây giờ mình có người yêu rồi sao? Rồi mình dành cái thời gian nào cho người yêu ta? Nếu mà có người yêu thì em sẽ sắp xếp lại chị. Sắp xếp lại hạn chế mình cũng như là nhận đồ ít lại. Rồi thay vì một tuần em đi học 3 buổi thì em sẽ đi học 2 buổi, một buổi dành cho bạn gái. Nhưng mà cái hồi nãy em nói là đang tắm mà khách gọi cũng chạy ra luôn á. Quấn cái khăn chạy ra luôn. Quấn khăn chạy ra luôn vậy đó. Nghe điện thoại á anh, nhiều cái khách nào hối cũng như mình biết á. Nghe thoại thôi chứ khách ta đứng trước kia quấn khăn chạy ra kỳ lắm nha. Nhưng mà bây giờ khi mà Khoa đã bước chân lên chương trình này là có nghĩa là bây giờ Khoa đã có một cái chủ đích là mình phải có kế hoạch về một cái gia đình rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ừ, cái người bạn gái mà em mong muốn phải như thế nào? Nói chung bạn nữ của em mong muốn là người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa và đặc biệt là phải hiếu thảo với hai bên. Đây cô gái Pleiku đây. Em chào anh. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một người gọi là biết quan tâm, chia sẻ, biết đặt mình vào vị trí của người khác. Nói chung là sống tình cảm. Anh bên đây là tình cảm đó. Dạ. Quan tâm tới người khác luôn đó. Dạ. Điều không có thời gian thôi. Em thì nhiều thời gian lắm. Em nhiều thời gian hả? Nếu em về nhà em có thể chăm sóc ảnh, nấu cơm và ảnh ăn rồi lo cho ảnh được không? À dạ được. À. Nếu anh nuôi được em thì chuyện đó là chuyện nhỏ. Em không thích gì đàn ông? Dạ em không thích đàn ông hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều. Không thích hút thuốc thấy chưa Khoa? Em có thể bỏ được anh. Có thể bỏ được, tốt. Rồi hứa nha. Dạ. Hứa đấy, Khoa bên đây cũng rất là hiền đấy. Để hỏi bạn có ghen không? Có mà ít em ơi. Mình sợ người ghen lắm. Bây giờ em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Rồi bạn, em cho ý kiến chút chị xíu bạn nào. Hả? Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chương trình ạ. Và em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em là chị bạn của Khánh. Nhìn Khánh vậy thôi chứ Khánh không sống tình cảm. Em thì em thấy em trai bên đây á, sống thì có vẻ một phần hơi khép kín. Nhưng chị tin là con trai miền Tây hiền lành dễ thương. Nếu như có được thì em cho cơ hội. Rồi cảm ơn em. Trai miền Tây dễ thương á. Thôi bây giờ Khoa đi với ai? Dạ em đi với người thân của em là anh họ. Em họ với đi cháu. Rồi cho đại diện người thân đi. Trước hết em xin chào Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả trường quay. Đối với Khoa thì tính tình thì nói chung là ok đó. Nhưng mà tại vì sống theo cái bản năng tự lập. Còn em thấy chị bên đây thì cũng ok đó. Nhưng mà đã có cái duyên rồi, đã đến đây là có cái duyên. Thì mong hai người cho nhau cái cơ hội đi. Nói chung giờ cũng không còn nhỏ nữa. Anh dạ. Dạ, xin hết. Trời ơi, đó chứ, miền Tây á, có không sao nói vậy à? Sao nói vậy? Không có rào coi, trước đó sao nữa, không thôi cứ ấy đi. Thôi, mở rào cho hai người gặp mặt. Mình cảm ơn. Mình gửi bạn món quà. Trong nó có một cái lá thư, bạn có thể đọc giùm mình. Mở ra đọc đi Khoa. Dạ. Em chân thành vượt qua hàng trăm cây số đi đến chương trình tìm mảnh ghép còn lại. Nếu thấy Quấn Vương thì cho nhau cơ hội ta về một đội được không? Lãng mạn quá đi cô gái Pleiku, lãng mạn quá. Anh xin gửi lại em bài thơ ha. Dạ. Lần đầu ta mới gặp nhau. Dạ. Nhìn em anh đã muốn trao tim này. Dạ vâng. Ông Mai bà Mối ở đây. Dạ. Mình nên trân trọng từng giây phút này. À, dạ.
Wow. Rồi, hơi bị ghê đó nha. Đây, thôi thì mình bỏ bông đây, quà cáp đây, xong mình ngồi ghế mình nói chuyện đi cưng. À, dạ vâng. Ừ. Em nghe em nói là em ở Kon Tum. Mình ở Pleiku. Pleiku. Gia Lai. À, trước giờ chưa có đi đến đó. Nếu có dịp thì sẽ đi đến đó chơi một lần cho biết. Thế gia đình Khoa có mấy anh chị em? Nhà anh thì có ba chị em, hai chị gái ở dưới quê, cũng đã lập gia đình rồi. Còn một mình Khoa là trai Úc. Cái hướng của Khoa là Khoa cũng nói trước cho Khánh nghe là hướng Khoa là đã lập nghiệp ở trên thành phố này. Nên thì sau này thí dụ mà hai đứa có đến với nhau á thì là hai vợ chồng ở chung hoặc là ở nơi nào mà mình phát triển được, chứ không có nhất thiết là phải làm dâu. Nhưng mà cái hướng của Khoa đang là làm ở bên Bình Dương. Khoa có muốn về Pleiku không? Nếu mà trên đó có điều kiện phát triển được thì Khoa vẫn sẽ về. Tại Khoa thì nói chung nghề của Khoa thì ở nơi nào làm cũng được hết. Chỉ có nếu mà mình dời đi nơi khác thì có chút xíu trục trặc về những cái nguồn hàng mình lấy thôi, nhưng mà cũng sẽ sắp xếp được. Thực ra thì khi mà Khánh lên chương trình đây thì là mình cũng lớn tuổi, nếu cho nhau cơ hội thì Khoa khoảng thời gian bao lâu thì cưới được? Chừng nào tình cảm mình đủ lớn thôi, càng sớm càng tốt cũng được. Thì ý là Khánh nói là khi tình cảm đủ lớn thì như thời gian thì khoảng bao lâu thì cưới được? 6 tháng đến 1 năm. À rồi, ok. Bây giờ mình hẹn hò sau đó Khoa gặp ở đâu gì đó bàn thử thôi. Khánh có thường xuyên vào trong đây không hay là... Khánh thi thoảng thì nếu mà có hẹn hò thì vô cũng hơi xa. Thì một tháng Khoa đến gặp em một lần được không? Được. Tại cũng như bây giờ công nghệ thì nói chung cũng đầy đủ hết. Có thể là mỗi ngày mình sẽ liên lạc với nhau mỗi ngày. Nhưng mà một tháng Khoa sẽ dành ra một ngày để lên Khánh không quan trọng là thời gian khoảng bao lâu, hay là liên lạc như nào, hay là cứ phải là nhắn tin hay là hỏi thăm nhau hàng ngày, không nhất thiết. Khánh thì không có cái điều đó. Rồi hai bạn tiến tới nắm tay nhau đi nào. Khoa muốn nói gì với Khánh trong giờ phút này? Và Khánh muốn nói gì? Mình hãy rút ruột ra mình nói bằng cả cái tấm chân tình của mình đi nào. Theo Khoa thì tuổi mình thì nói chung cũng quá chững chạc rồi. Đã xác định đến đây thì nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn và cho hai gia đình hai bên được uống gu mình. Rồi, ok. Rồi, về ghế đi các bạn. Cười. Chúng ta để tay vào nút bấm thôi. Nhìn thẳng về phía trước. Hình dung xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút, đừng ngại ngùng gì cả. Nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Được rồi đó. Tôi nghe hai cái cạch cạch tôi đã sao đâu á. Rồi, bây giờ thì Khoa nhìn về màn hình và nói với gia đình của Khánh những điều gì đi. Dạ, trước tiên thì cho con xin phép chào hai bác và gia đình bên nhà gái. Hai đứa con đã may mắn được tìm thấy với nhau trong chương trình này. Sau này nếu tìm hiểu được đến với nhau thì con hứa sẽ chăm sóc Khánh và phía bên gia đình được chu đáo hơn. Hay quá. Rồi bây giờ có làm cái một cái không thể thiếu được cho một cái kết thúc rất là happy như thế này, đó là đặt nụ hôn vào má của cô ấy. Cho Khoa xin phép nhà gái. Em cho anh xin phép hôn chán đi. Không, hôn má. Hôn chán là ba hôn con đó. Nhẹ nhàng. Hít vô. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi đây là bó hoa tình yêu của Khoa dành cho Khánh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Vâng, em xin phép ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Đôi mắt ly cu ơi. Dễ thương quá à. Hôm nay chúng ta đã thành công, hai cặp đôi họ đã nhấn nút hẹn hò với nhau. Đó là niềm hạnh phúc nhất đối với những người thực hiện chương trình đúng không? Và ông mai bà mối nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Ông, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Tại vì em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.